Chứ hầu như các ngôi nhà khác mà không triển khai thì thưa với mọi người thì là không gặp khó khăn cái này thì sẽ gặp khó khăn cái khác. Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các thân mến, hiện tại thì cháu Khâm đang có mặt ở nhà An Thành các bác. Ngày hôm nay vào tiếp tục là cập nhật cái quá trình xây dựng cho cô bác anh chị khán giả cùng xem, cũng như là chỗ bác giấu tên nhà Tâm được biết cái tiến độ tiếp theo của nhà A Thành các bác nhé. Mời cô bác anh chị cùng theo chân cháu Khâm đi vào thăm gia đình. Chào mấy anh em nhá. Đá chuyển đi đâu đây? À đây đổ bột tiếp cái gì? Thắng nữa nhỉ? Thắng thì Khâm cũng thấy anh Duy chia sẻ trên kênh rồi. Một hoàn cảnh mồ côi nhỉ? Hôm nay là em ra đây giúp hay là Thành thuê đây? Hả? À, giúp à? Ừ. Xính có làm được không đấy? Ê, không làm được thì... Xin chào Thành. Vâng, anh vừa đấy. Chào anh em thợ nhá. Hôm nay thì mới... Hôm nay thì mới chạy rằng à. Sáng nay là chính thức làm đúng không chú? Thế thì trong buổi sáng rồi nhỉ? Cả ngày à? Vâng. Cái này chỉ có cách là cho vữa và truyền tay lên thôi nhỉ? Đây một lớp một lượt rằng nữa được chạy qua thì cái khung của ngôi nhà sẽ rất là chắc chắn sau khi mà chạy xong cái rằng móng này một lượt thì anh em chạy thêm 4 hàng gạch nữa là bằng khẩu các bác. Với cái cấu trúc ngôi nhà như này thì quá là chắc chắn rồi. Nãy thợ đông không chú Thao? 6-7 người à? Có những bác khán giả mới vẫn có chút thắc mắc về cái ngôi nhà của A Thành tại sao lại làm kỹ như vậy rồi là làm to như vậy. Thưa với mọi người thì bác giấu tên là bác hỗ trợ kinh phí cùng với gia đình các bác nhé. Cái thiết kế ngôi nhà thì là phần lớn thì được sự đóng góp ý kiến và theo cái bản vẽ của bác nhà Tâm, còn đâu thì vẫn theo những một phần nào những ý kiến, những cái mong muốn của gia đình. Để mà làm được ngôi nhà như vậy thì gia đình cũng phải chung tay. Như hôm đầu tiên Khâm vào đây thì Khâm cũng thông tin cho các bác biết thì là Thành là cũng gia đình là cũng vay mượn một cái số tiền 60 triệu đồng trước đó, kèm với những cái khoản tiền mà gia đình gom góp được lại. Rồi là bữa trước là bán cái
mảnh đất cho em Xính có thêm 10 triệu nữa thì cũng gom góp vào cái việc là xây nhà, chứ không phải là trông chờ hết vào các nhà hảo tâm. Ở đây thì có bác giấu tên ủng hộ thôi các bác ạ, vì ngôi nhà của A Thành thì mới được một cái ngôi nhà là làm khung cứng như vậy và làm rộng như vậy. Rộng ở đây thì gia đình cũng đông người, rồi Thành được sự giúp đỡ thì không nghĩ là nó là một cái duyên rồi. Từ những cái sự mà lòng Thành, lòng tốt khi mà giúp em Xính, thì đến nay là A Thành nhận được rất nhiều quý vị khán giả là cũng đồng tình và mọi người động viên rất nhiều. Và những ý kiến trái chiều thì có lẽ thì là không có nhắc nhiều nữa. Nhưng rất mong mọi người hiểu rằng là cho cháu Khâm đi đồng hành cùng nhà hảo tâm, kết nối và hỗ trợ nhà hảo tâm quản lý chi tiêu, chứ không phải là cháu Khâm đến đây rồi là cháu Khâm giúp những người có sức khỏe rồi gia đình đầy đủ như thế này thì cũng không phải là đúng đâu mọi người ạ. Thành thì cũng không có giàu sang gì các bác. Được như ngày hôm nay thì nếu mà không có sự trợ giúp thì không nghĩ là ngôi nhà với cái số tiền mà gia đình có thì cũng xây nhỏ, và về lâu về dài thì không bao giờ được như thế này đâu. Chú làm gì đấy? Hãy chỉnh lấy đá xuống dưới. À. Cho đá xuống dưới. Thiết kế cái máng như thế này. Ừ. Xong là xúc xuống dưới này. Ừ, vâng. Đã làm đâu mà ấy, làm chưa? Làm rồi. Làm rồi gì? Làm à, bột là cũng làm theo cái kiểu như này xuống đúng không? Vâng. Cho nó dễ hơn nhỉ? Không có người hấp ở dưới, bụi. Đúng rồi ạ. Nhà cũng được. Vâng ạ, vâng. Ngó qua cái tình hình một tí. Đây, cái thời gian ghép sắt cũng như là cốt pha như này các bác thấy là mất thời gian không? Bữa trước Khâm vào cập nhật thì cách đây độ không nhầm thì là 2 ngày rồi. Ở khu vực này thì cũng vẫn có người thắc mắc hỏi Khâm là cái cửa này là cái cửa gì mà sao lại để thấp như vậy, để bé như vậy. Thật sự thì với các cô các bác thì có lẽ là mọi người có vài bác xem chưa kỹ thì cái chỗ này thưa với mọi người là bầu lò các bác nhé. Đấy này, sẽ thợ sẽ xây một cái bầu lò bếp ở cái khu vực này lên nữa, chứ không phải là anh em mình để cửa là để thấp như thế này đâu, hay là nó là để làm mục đích gì đâu. Vẫn để một cái bếp lò ở đây để cho gia đình đun nấu các bác. Trả lời cái câu hỏi của một bác hỏi là cái cửa gì lại sao thấp như vậy. Cái bầu lò này bao giờ mới xây hả chú? Mới xây đủ độ cao xong mới xây. Vâng, cái này xây sau thôi nhỉ. Vâng. Xây 1-2 hàng để cấy dâu vào. Vâng. Rãnh nước trên đấy xuống nữa. Rãnh nước cái à? Này xong là mới xây lên trên. Thế là vẫn thiết kế rãnh nước bên dưới đúng không? Nước ở dưới này. Xong là mình mới mình đổ lên trên xong. Đổ trên. Là làm sau này mình vẫn còn đổ đất tận chỗ này cơ mà. Vâng. Đấy.
đất đằng sau thì vẫn thừa ra để mà làm rãnh nước. Đây, khu vực này tới này là anh em vẫn thiết kế làm rãnh nước. Chỗ này có lẽ là phải đào thêm vào. Công việc thì là hôm nay thì là một cái ngày mà làm cái phần giằng trên này cũng cần rất là nhiều những cái kỹ thuật, và chỉ cần lệch một tí thôi là cũng trong quá trình làm sau này thì khó để mà sửa. Vậy mà trong quá trình làm là Khâm cũng cần xem vào, để mình thì mình không có nhiều kỹ thuật đâu, nhưng mà ít nhất đây là qua cái con mắt thường thôi. Có cái chỗ nào mà cảm thấy là chưa được ưng thì sẽ hỏi anh em luôn, và làm sao là tránh cái tình trạng là nó bị sai lệch, ly lệch đi một tí. Đấy. Triển khai nhà thành thì không phải lo lắng nhiều cái. Vật liệu đến thế này anh em mình quá là yên tâm rồi. Nước nôi là cũng đầy đủ. Cái nữa là gia đình là cũng rất là ý thức và tự giác. Và đồng hành với bác giấu tên thì anh em mình không phải lo lắng về cái vấn đề tài chính. Chứ hầu như các ngôi nhà khác mà không triển khai thì thưa với mọi người là không gặp khó khăn cái này thì sẽ gặp khó khăn cái khác. Cái vấn đề vận chuyển vật liệu vẫn là cái nan giải. Ông cứ đi làm việc của ông đi. Ông đi làm. Hả? Ông thay hành xính này này. Sợ nó đau chân. Cháu hỗ trợ một lúc nữa. Đến thời điểm hiện tại như chỗ nhà Minh Ngọc ấy, các bác thấy đầu tiên là cái nền đã triển khai rất là khó khăn, đá nhiều. Hỗ trợ gia đình được cái gì hay cái đấy thôi các bạn.
Tại mọi người đang đảo bê tông. Chú tao nhỉ, xi măng vẫn ổn chứ, vẫn đủ để tới này xây nữa không? Chát, lát. Vẫn thiếu thôi đúng không? Thì nữa cháu sẽ bảo Thành kiểm lại rồi là à, vâng vâng. Thì lúc nào sắp chát thì mình lấy trước một ngày nhỉ. Ngôi nhà này là chỗ này nữa thì là đã vào 243 xi măng rồi. Chiếc mà cái này chiếc này. Móng nhiều rồi là mình làm cột làm kèo. Đổ răng. Mình bạc đây thế mà chắc còn dùng gần nữa. Tới này còn lát với lại chát nữa. Độ khoảng bao nhiêu bao nữa thì đủ nếu mà hôm nay sử dụng hết cái này nhỉ? Còn dư nhỉ? Lúc nào gần hết thì báo không? Gần hết thì chú báo. Cái vật liệu xây dựng thì chú cứ chủ động hỗ cháu nhé. Thông tin lại với Thành xem là thiếu cái nào, bởi vì cháu thì là không có thời gian bố trí hết ấy. Nên là thiếu đến đâu thì mọi người đến đấy. Vâng ạ. Rồi còn đinh rồi còn thép ly các thứ thì chú lấy của nhà chú về, chú cứ tổng hợp lại và sổ cho cháu là được. Đây là truyền tay nhau lên à hay là một người đứng dưới? Truyền tay nhau lên. Thế phải làm vào đêm buổi chiều đấy nhỉ. Bây giờ vào thời điểm 10 giờ sáng rồi. Mất một buổi chiều đấy. Mất buổi chiều nữa. Vâng. Cơm nước là bây giờ anh em thợ nấu bên này chứ chú. Ôi Thành đông người với lại nhiều việc quá thì thôi chú ạ. Mình tự động mình tự ấy nấu luôn. Không như nhà bên chị Say. Chị Say thì không có nương rẫy thì đi làm. Chị chỉ chăm con bò, con dê, con gà thôi thì ở nhà thì nhiều thì dễ. Đúng rồi. Còn rau cái kiểu như chú lại cho các trong người về nấu. Vâng. Rồi. Đi lấy một xô nước. Nước ở đây thì lại không lo nhỉ. Về cái nước xây dựng thì ở đây chắc là có lẽ là không phải lo. Đợt lũ em thì mới đúng là chở từng xe nước lên. Một người đi hộ lấy dây điện với máy gì đấy nhé. Tới qua trước khi đổ đúng không? Đổ đến đâu tới đến đấy.
Mình đổ lượn nào chứ, chưa đổ đâu đúng không? Cái này đổ xong mấy nữa gia đình phải lên phun nước đấy. Đổ xong cái này nghỉ mấy hôm chú? Nghỉ 4 hôm, cái này thì đang bảo dự tính nghỉ 4 hôm xong lại đến mình lại nghỉ rằm, ăn rằm. À, ăn Tết Đoan Ngọ nhỉ? Nghỉ 3-4 hôm thì lại đến Tết thì chắc là cũng vẫn nghỉ 1-2 ngày nữa. Thành cũng đang có chỗ ở thì với lại bê tông nó chưa. Bê tông nó chưa chắc. Chưa chắc thì mình chưa làm vợ. Chú cứ cho nó chắc chắn hết đi. Ngôi nhà này thì cần cái sự là kỹ càng các bác. Thế cháu phụ. Một người ở đấy nữa là vừa nhỉ? Một người đứng trên kia nữa là vừa. Bắt đầu là tiến hành là đổ cái rằng này rồi các bác ạ. Công việc là cứ túc tắc tiến hành thôi. Không, cũng không có tiện ở đây quá lâu. Hiện tại là mọi người đang làm, mình không giúp được gì, lại vướng mọi người cũng không được. Nước ở đây thoải mái thì các bác. Chỉ hy vọng rằng là đến hỗ trợ ngôi nhà nào là cũng có cái nước như thế này thì không phải lo lắng về cái nước xây. Hiện tại ở nhà em Minh, em Ngọc ấy thì nhà bà ngoại là thật sự là nước là chỉ được bằng 1/3 cái này thôi. Bé lắm. Có khi là không được bằng 1/3 cái này, 1/4 thôi. Bởi vì chỉ bằng cái ngón tay của Khâm thế này. Mà nó chảy cái tốc độ rất chậm, không chảy nhanh như thế này. Thành ra thì cũng rất là khó khăn về cái nguồn nước. Tuy nhiên là còn đỡ hơn rất là nhiều so với lại lúa anh, lúa em hay là nhà cô Pà. Nhà cô Pà thì các bác ạ, may là còn được con của mẹ cả là em Phứ đấy hỗ trợ, có một cái xe máy tàu nữa là hỗ trợ đi chở từng can nước về xây dựng. Mọi người thấy khó không? Ở đây anh em có muốn gọi nước nhá, cũng không thể gọi được. Nước thì như ô tô chở lên thì người ta cũng chỉ lên được cái đoạn đường kia thôi, lại phải vác lên thì cũng rất là khó, không có gọi được nước. Nhưng lúa em thì thiếu, anh Công là chở từng xe nước lên thì vẫn tiến hành làm mà được, bởi vì nhà lũ em thì ngay dưới đường luôn. Ở đây mọi người, ở đây cũng rất nóng các bác ạ. Anh em thợ thì cũng phải cố gắng thôi. Có những chỗ như thế này tá túc là cũng may rồi. Mọi người, Thành vừa dựng thêm cái lán thêm bên kia cho anh em ở tạm. Với cái khối lượng thợ là cứ dao động khoảng 7 đến 10 người. Chú Thao là thi thoảng có những ngày mà công việc nhiều thì lại bổ sung thêm nhân lực về để hỗ trợ được nhanh. Ngày hôm nay 7 người thì so với hôm nọ là vẫn còn ít. Hôm nọ là vào đến 11, 12 người. Thì công việc thì anh em tiến hành được nhanh gọn hơn. Thank you.
Hay lấy gạch. Cái này hỏng thì thuê. Cái này nó cố rồi thì phá đi nhanh quá thì nó đủ. Ý anh là dùng đập ra luôn này. Cần gì đục từng tí một như này. Đổ một bản lên này. Ừ. Búa ơi. Sao bê anh xong là theo anh nghĩ là búa đập ra mấy cái gạch này tận dụng được mấy viên lắm. Ờ được đấy, như này đục tốn công. Đẩy ra cho xong luôn. Xính đi cắt cỏ chưa? Ô con lợn béo nhanh nhỉ? Con lợn này lợn cái nhỉ? Lợn cái phải không Thành? Có con rồi à? To to thế này rồi cả. Hình như trước có hai con, một con nữa đâu. Con để một con ở bên chú én đấy. À. Nhanh nhỉ? Con này bây giờ đã chửa rồi. Con kia nó cũng bé nữa, nó đã chửa hai con rồi. Thế à? Con rồi. Thế à? Con này bây giờ nó phải được khoảng hơn 50 cân đấy, sao 60 cân đấy nhỉ? Tầm đấy thôi. Ừ. Tầm đấy đấy. Lợn nó nhìn thế thôi, nó nặng lắm. Vừa rồi bảo con bò nào là có chửa đấy. Bò thì con lớn thì cho nhà đường, con đấy kia thì chả biết có chửa hay chưa. Con lớn là có à? Chả biết có hay không. Chứ em thì nó cũng chả kêu thì chả biết có hay không. À. Đấy, cố gắng chăm tốt tốt, dọn phân dọn ấy đi liên tục nhá. Đi xanh lấy luôn cầu. Dọn phân các thứ đi. Bò là... Em đi lấy cái cầu về cầu luôn. Cầu luôn cho nó sạch sẽ. Hôm nay chưa đi cắt cỏ đâu đúng không? Không gai cần sau được cặp. Chuồng trại sạch sẽ. Nhiều chỗ là người ta không dọn được sạch. Con bò lông nó bẩn. Không vệ sinh. Bò các thứ là mình nuôi mình cũng phải chú ý Thành ạ. Mình cứ nghĩ là nó đề kháng nó cao. Mình không để ý nhiều lúc là... Vừa rồi hôm đấy đang có trên báo là có cái bệnh gì từ bò ấy, nó còn lây sang người đấy, nên là phải chú ý mà. Nó mà không ăn này, phải để ý ngay. Thấy bảo là bò nó có đau từ miệng ra như thế nào ấy. Nó bị cái gì ấy, nó lây sang người được đấy. Nên là mình cũng phải chú ý rằng là không biết là có thật hay không, nhưng mà mình đã nuôi bò ấy thì mình cũng phải chú ý. Ít nhất là cái nó là cái tài sản của mình. Nó mà không ăn cỏ này, hoặc là trông nó yếu, nó không dậy này, thì mình phải chú ý là xử lý ngay, có thể là gọi bên thú y. Mình chấp nhận là mình gọi người ta về tiêm mất tiền. Con bò này thì từ ngày mua về là được nửa năm chưa nhỉ? Hơn nhiều đấy nhỉ? 7-8 tháng rồi. Từ cái lúc làm cái chuồng này hình như là vào đợt tháng 10 hay tháng 11 đúng không? Tháng 11 à? Tháng 10, tháng 11 đấy. Tầm tháng 10, tháng 11 gì đó. Bởi vì lúc làm cái chuồng này là Khâm cũng vào nên những cái lớp pro này này là các nhà hảo tâm gửi tiền. Dọn sạch sẽ đi. Thế hôm nay là vẫn nấu cơm cho anh em ăn đúng không? À đây. Nhắc đến cái sim mình nhớ Thành tiếp tục là đếm nhá. Mình với số lượng xi hiện tại thì vẫn còn khá nhiều. Nhưng mà vẫn phải đếm lại xem tổng hợp lại bao nhiêu. Xong là tới này trong quá trình là chat ấy, mình bổ sung thêm thì mọi người thợ mới biết. Vâng. Hồ chí. Đến luôn nhỉ? Xem là có bao nhiêu bao hiện tại nào. Dùng đi, hôm nay thì sẽ khả năng là sẽ dùng đi nhiều đấy. Tính đôi thì nhanh hơn. Hôm nay khả năng thì vẫn phải dùng đi nhiều. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nhà dùng rất là nhiều xi. Trong này sắp đếm lắm. Thôi đếm qua thôi, rồi là lúc nào chiều nay đếm lại thôi Thành ạ.
để hôm nay bây giờ mình đếm thì cũng vô ích thôi. Vì là hôm nay thì thợ sẽ còn dùng rất là nhiều để làm cái rằng móng. Hình như vẫn còn độ khoảng 70-80 bao. Cái chuyến hôm nọ mình lấy lên thì vẫn còn chưa sử dụng bao nhiêu đâu các bác. Có lẽ là ngày hôm nay đến đây thôi, anh em mình cập nhật cái tiến độ xây nhà của A Thành cho cô gái chị cùng biết. Cảm ơn các bác các cô đã luôn dành thời gian theo dõi. Cháu Khâm sẽ tiếp tục cập nhật trong quá trình làm nhà của A Thành để phía nhà Tâm được biết. Cảm ơn các bác rất là nhiều, mọi người đã luôn luôn đồng hành, động viên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô gái chị trong những video tiếp theo.